Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Thì cái video này là em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái cách để chúng ta KYC cái dự án là CC Playback nha anh chị. Thì cái dự án này hôm bữa em cũng đã chia sẻ với anh chị rồi ha. Thì chúng ta cần phải KYC xong chúng ta mới có thể rút, và đặc biệt là một tháng chúng ta chỉ rút được một lần thôi, anh chị lưu ý. Rồi thì em sẽ cập nhật cái thông tin về dự án là một. Cái thứ hai nữa, mình bắt đầu mình thiết lập cái tài khoản cá nhân cũng như là chúng ta KYC nha. Anh chị lưu ý nè, anh chị vào đây là cái giao diện chính của cái app cũng như cái dự án này. Thì anh chị sẽ nhập vào cái mục là khai thác mỏ, nó nằm phía trên, phía bên phải cái chữ nhà, phía bên dưới đó anh chị ha. Rồi ở đây hôm bữa em có nói nhưng mà em nói thiếu, thì anh chị thông cảm với em. Em nói là khi mà chúng ta tạo xong á là nó tự động đào, nhưng mà nó có giới hạn anh chị, khoảng 4 đến 5 ngày thôi. Bây giờ cái máy của mình là đang hoạt động nè. Ở đây chúng ta có thể là chúng ta mua những cái máy khác, nhưng mà em không khuyến khích nha. Chúng ta chỉ đọc ri thôi anh chị. Nó chậm nhưng mà chúng ta không phải là tốn tiền. Anh chị nhắc vào cái máy cho em. Thì cái máy này nè, thời gian hoạt động của nó là 4 đến 5 ngày. Tức là anh chị khi mà nhấp vào xong á, chúng ta để khoảng 4 đến 5 ngày sau chúng ta vào đây chúng ta nhấp một lần nữa. Nếu anh chị không nhấp là nó sẽ không có động, nó không có đào nha. Anh chị lưu ý nha anh chị. Thời hạn là 4 ngày nè, đang hoạt động nè, tốc độ là 0.04 GH/giờ. Rồi. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà anh chị muốn nhận thêm á thì mỗi ngày anh chị vào xong, anh chị vào đây nè, anh chị nhấp vào cái chữ là khai thác mỏ nè, anh chị thấy phía bên phải có cái chữ là đăng nhập nè. Anh chị nhấp vào đây thì kiểu như chúng ta điểm danh á, anh chị điểm danh anh chị sẽ nhận được là 0.2 CC, cái đồng đó nghe anh chị, lưu ý cho em. Rồi ở đây á, cái giá nó đang lên cao nha. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ CC này cho anh chị thấy. Thì hôm bữa em làm cái video thì cái giá nó chỉ là 1.4 thôi. Bây giờ lên 2.8 rồi. Và cái tổng cung của này nó chỉ có 500 triệu thôi. Nên em nghĩ là anh chị chúng ta có thì chúng ta cố gắng mà chúng ta hold nha. Giá này sau này sẽ cao. Rồi, đó là những cái thông tin liên quan. Bây giờ mình làm sao để KYC. Thì trước tiên anh chị phải chuẩn bị cho em là cái giấy tờ chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc là bằng lái xe, thậm chí là passport. Và đặc biệt là những cái giấy tờ đó phải rõ ràng ha, hình ảnh phải ok nha anh chị. Và cái thứ ba nữa là nên chuẩn bị cho em một cái tấm hình selfie. Cái này là chúng ta cứ chuẩn bị sẵn đi, khi mà chúng ta cần làm một cái dự án nào đó chúng ta chỉ cần lấy ra chúng ta tải lên thôi, không cần phải mà mỗi lần làm mà chúng ta phải đi chụp này kia, nó ảnh hưởng anh chị ha. Rồi anh chị nhấp vào cái biểu tượng hình người phía trên bên trái cho em. Đây, nó bị lắc hết ta. Rồi anh chị vào cái, quay trở lại cái chữ nhà nè anh chị nha. Đó, rồi chúng ta nhấp một cái hình đại diện phía trên bên trái mới đúng. Rồi nếu mà anh chị nào chưa có ngôn ngữ tiếng Việt đó, thì nhấp vào ngôn ngữ, chọn ha cái ngôn ngữ Việt Nam cho em. Tiếp tục nhấp vào cái hình người phía trên bên trái, anh chị sẽ thấy cái chữ là xác minh tên thật nè, chúng ta nhấp vào. Rồi ở đây nó sẽ có những cái thông tin, cái tên này là gì, cái này là cái tên của mình hen, ví dụ như em là Tỉnh nè. Anh chị cứ nhập đúng cái phông ngữ tiếng Việt mình là được. Trên giữa là cái tên lót á, là Hùng. Họ em là họ Nguyễn. Nếu mà anh chị nào mà hai họ thì chúng ta có thể ghi cái họ thứ hai của mình cùng với cái tên giữa của mình ha. Rồi cái quốc tịch thì chắc ăn là chúng ta phải chọn Việt Nam thôi. Anh chị kéo xuống dưới đây nè, anh chị sẽ thấy cái chữ Việt Nam nè, cộng 84. Rồi tiếp theo là cái số an sinh xã hội. Cái số này là cái số gì? Cái này là cái số ID của anh chị á. Thí dụ như chứng minh nhân dân mình có 9 số, căn cứ công dân mình có 10 số, 11 số gì đó, hoặc là số hộ chiếu, hoặc là cái số trên bằng lái xe của mình nha. Đó, chúng ta nhập vào, ví dụ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi còn cái ngày thời hạn sử dụng hộ chiếu nè, anh chị lưu ý cho em ha. Thì nếu như trên cái giấy tờ của anh chị á, mà không có cái ngày hết hạn sử dụng của giấy tờ chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc bằng lái xe, hoặc là passport, thì anh chị lưu ý nè, theo quy định của đất nước mình á, là giấy tờ khi kể từ cái ngày mà ký á, tức là kể mà cái ngày chúng ta đi làm á, thì chúng ta được cộng thêm 15 năm nữa nha, tức là 15 năm sau sẽ hết hạn. Thì anh chị thường thường sẽ thấy phía sau cái mặt của giấy mình á, cái ngày ta ký quyết định đó, đó thì chúng ta cứ cộng cái năm đúng 15 năm nữa cho em nha. Còn cái mà ngày tháng thì chúng ta cứ giữ nguyên đi. Rồi ở đây như của anh chị thì sẽ không có đâu, nhưng mà em sẽ, anh chị nhấp vào cái mũi tên đi tam giác đi xuống nè. Rồi anh chị lưu ý nè, ở đây có cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chúng ta nhấp vào cái cây viết. Ví dụ như chúng ta làm giấy ngày, em nói ví dụ ngày 20 tháng 10 đúng không ạ? Ngày 20 tháng 9 đi. Năm 2020.
Rồi, thì cái ngày kết thúc của em á là cũng giữ nguyên là cái ngày 20 tháng tháng 9. Nhưng mà cái năm á, 20 em cộng cho 15 nó là 2035. Anh chị nghe, sau đó em nhấp vào cái chữ ok. Đó. Anh chị lưu ý cho em nha. Rồi cái swipe up này á, tức là chúng ta cần nhập một cái tài khoản xã hội thì anh chị nhấp vào cái mũi tên này. Anh chị có thể nhập cái gì? WhatsApp, Line hay là Telegram thì em khuyên chúng ta nên nhập cái Telegram đi ha. Rồi sau đó chúng ta vui lòng nhập. Thì cái này chúng ta nhập là gì? Nhập cái tên nickname của mình. Thì đối với cái Telegram á thì khá là dễ, anh chị vào cái app đó nè. Anh chị vào cái bài gạch ngang phía trên bên trái, anh chị nhấp vào cái hình đại diện của mình. Ở phía dưới này có chữ username nè. Username nè của em là nó cái Hùng Tĩnh 1993 đúng không ạ? Còn của anh chị như thế nào thì chúng ta đặt như thế đó, anh chị dán vào. Anh chị bỏ cái chữ a cộng cho em ha. Đó. Rồi, cái hình ảnh này thì anh chị chụp một cái mặt trước của giấy chứng minh hoặc là căn cước công dân hoặc là bằng lái xe hoặc là cái passport của mình. Sau đó anh chị sẽ nhấp một cái chữ gửi xem xét. Ở cái bước này anh chị lưu ý nè, nếu như cái hình ảnh của anh chị nó quá rồi kiểu như là cái máy mình xịn quá mà mình chụp nó nặng mê á thì anh chị lấy cái hình ảnh này gửi lên trên Messenger, sau đó tải hình ảnh trên Messenger về, sau đó lấy hình ảnh nó gửi lên tiếp. Anh chị làm khoảng 4 đến 5 lần cho em ha, để nó giảm cái dung lượng xuống và chúng ta gửi lên là ok nha anh chị. Và sau đó mình nhấp một cái chữ gửi xem để xem xét cho em nha. Rồi sau khi anh chị mình gửi lên ok á thì ở đây sẽ xuất hiện cái chữ là đang xem xét. Thì cái này em cũng không có biết rõ là trong thời gian bao nhiêu, có thể là 24 giờ hoặc là 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc là 7 ngày anh chị nha. Cái đó thì em không có biết. Thì khi nào được á thì em sẽ chia sẻ cho anh chị. Ok, tiếp theo á mình cần làm cái gì anh chị? Anh chị cần phải cài đặt một cái bước nữa cho em. Đó chính là cái trung tâm bảo vệ này. Anh chị nhấp vào đây nha anh chị. Thì ở đây á là chúng ta có thể ràng buộc cái số điện thoại di động là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhập cái mật khẩu tài chính. Mật khẩu tài chính này tức là cái mật khẩu giao dịch như những cái ứng dụng khác thôi, những cái dự án khác. Có nghĩa là một cái mật khẩu đăng nhập vào tài khoản nè. Chúng ta muốn giao dịch thì chúng ta cần phải có cái mật khẩu giao dịch này. Và em khuyên anh chị nên là sử dụng cái mật khẩu giao dịch phải khác với cái mật khẩu đăng nhập nha. Và nó cũng phải là có chữ hoa, chữ thường số và ký từ đặc biệt, ít nhất là 8 trở lên. Rồi bây giờ mình sẽ làm. Em sẽ nhấp vào cái mật khẩu tài chính này. Nó thì mình chưa cài đặt á, thì mình sẽ bắt đầu nhập cái mật khẩu, ví dụ như là ABC gì đó ha. Sau đó mình nhập lại mật khẩu một cái nữa, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhấp vào cái thư được mã xác nhận nha, để chúng ta lấy cái mã bên kia nha anh chị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Rồi đó, anh chị có thể mở con mắt ở đây lên để chúng ta xem mật khẩu của mình để chúng ta ghi vào cuốn sổ nha. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ là thu được mã xác nhận. Họ kêu mình là chuột để xác minh. Thì cái bước này anh chị làm kỹ cho em ha. Chúng ta nhấp nhấn vào nè, chúng ta kéo sang phải nè, kéo thẳng luôn, buông thẳng luôn. Nếu bị lỗi thì chúng ta có thể là thoát ra làm lại. Thời gian 60 giây thôi, anh chị tranh thủ. Bây giờ em sẽ vào cái Gmail nè. Chúng ta chọn đúng cái Gmail mình vừa đăng ký ha. Đã đăng ký chứ. Nhấp vào cái hình đại diện phía trên bên phải nè. Chọn đúng cái Gmail cho em. Rồi nhấn và giữ. Đó anh chị sẽ thấy. Nếu mà anh chị không thấy như em thì có thể kiểm tra trong cái mục thư gác nha. Sao chép. Quay trở lại đây. Dán vào đây. Ok, nhấp một cái chữ thiết lập ngay bây giờ. Spread là đã thành công. Rồi tới cái phần số điện thoại này mình sẽ làm ha. Nhấp một cái chữ là đi tới xác thực. Thì cộng 84 rồi, mã dùng quốc tế rồi, chúng ta sẽ bỏ số 0 đầu. Nè, em sẽ bỏ nè. Tiếp tục là thu được mã xác nhận nữa để mình lấy cái mã OTP từ bên Gmail để xác thực đó chính là chúng ta làm đó anh chị. Rồi tiếp tục kéo, kéo thẳng luôn. Đó, như cái này sẽ bị thất bại nè. Rồi tiếp tục. Đó thì cái bước này thất bại thì có thể là chúng ta sẽ thoát ra, hoặc là một thời gian nữa chúng ta quay lại chúng ta làm anh chị nha. Rồi em xin phép thì cái số điện thoại này thì tạm thời chúng ta không làm. Quay trở lại. Thì cơ bản là Gmail với cái mật khẩu giao dịch là cũng ok rồi anh chị. Rồi, thì nói chung là cái dự án này em thấy nó cũng khá là ngon. Thì khi nào, bây giờ sẽ vào cái quý nè anh chị, góc bên phải phía dưới nè. Thì cái phần mà anh chị đào được á, là nó sẽ nằm ở bên cái này. Anh chị thấy CIC của mình không ạ? Nè, tổng số dư của em là 1.405, tổng thu lợi nhuận là 800. Thì cái phần này nó không có hiển thị sáng lên đó là tại vì em chưa có KC xong. Khi nào mà mình KC xong tức là cái số dư khả dụng nó sẽ hiển thị cái màu trắng ở đây. Rồi sau đó thì chúng ta có thể rút tiền. Thì cái vấn đề rút tiền này em cũng sẽ tiếp tục chia sẻ khi mà em KYC thành công, rồi hướng dẫn cho anh chị nha. Đó.
Còn cái đồng này thì cái tiềm năng em nghĩ nó cũng sẽ phát triển mạnh nữa, tại vì tổng cung nó 500 triệu thôi. Cái hai nữa là nó cũng cho đào rất là ít. Anh chị nhấp vào cái chỗ khai thác mỏ nè, rồi anh chị nhấp vào cái máy nè, thì đâu rồi nè, anh chị thấy cái lợi nhuận khai thác của mình ở đâu là nó sẽ bao nhiêu, nó sẽ hiển thị đây nè, 800.4 nè đó. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây nha. Anh chị đăng ký làm, có gì không rõ thì cứ bình luận phía dưới đi, em sẽ trả lời cho mọi người theo cái sự hiểu biết mà em nắm được nha.